Nếu bạn là một người yêu hoa giấy, chắc chắn là các bạn đang muốn tìm hiểu về một cái nhóm của những người làm hoa giấy, hoặc là những cái nhóm dạy hoặc hướng dẫn cái cách làm hoa giấy, đúng không? Ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu các bạn một cái group ở trên Facebook. Cái nhóm này tôi đánh giá là hoạt động rất tốt, và cái sự tương tác của những thành viên trong đấy là rất tốt. Đương nhiên cùng với đó là những cái quy định của group cũng khá chặt chẽ. Tôi có tham gia rất nhiều những cái diễn đàn rồi, nhưng mà thực tế là đây là cái diễn đàn mà đây là cái group mà tôi cảm thấy nó hoạt động tốt nhất, kể cả trong nước hay là ngoài nước. Thì tôi nghĩ là đây là cái group mà các bạn có thể vào trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cũng như là cùng nhau giao lưu, kết bạn với cả những cái người có cùng cái sở thích của mình. Các bạn vào group, vào Facebook, và có thể đánh Handmade Flower Hà Nội Việt Nam thì các bạn sẽ thấy nó xuất hiện. Đây, nền của nó thì như thế này. Ở đây admin chính người tạo ra cái group này đó là Bảo Phương. Chị ấy sinh năm 1000, không nhầm thì là sinh năm 1986, khá khó tính. Thì trên một cái góc độ nào đó thì tôi cảm thấy cái việc khó tính này rất là hợp lý, bởi vì nếu với một những cái nhóm mà nó dễ dàng quá thì gần như các bạn đang cái sự tương tác của những cái người thực sự yêu thích nó là rất kém. Group thì các bạn nên đọc rõ cái quy định ở trong group đấy, ở bên tay phải của nó. Cái sự tương tác ở trong group thì tôi thấy là rất là tuyệt vời, các bạn có thể nhìn xuống dưới đấy, cái sự tương tác của nó mỗi cái bài up lên. Từ đây các bạn có thể, thứ nhất là hình ảnh của những cái người trong này hầu hết là những người làm về hoa giấy rất là tốt về kỹ năng, cũng như là họ sưu tầm về hình ảnh, cái cách làm hoa tương đối là tốt. Ngoài ra thì các bạn có thể, nếu bạn là người yêu thích hoặc là có cái gì đó muốn chia sẻ thì ở đây cũng luôn luôn sẵn sàng. Đặc biệt ở đây là không có kinh doanh hoặc là so sánh những cái gì đó. Các bạn nên đọc thật kỹ cái group này. Cái việc phê duyệt những cái bài viết thì ở đây bản thân cá nhân tôi không phải là admin, nhưng mà tôi cảm thấy rằng cái ở đây họ phê duyệt bài tương đối tốt và rất là kỹ lưỡng. Rất nhiều người bị ban nick ở đây với những cái trò mang tính cá nhân hóa thì đều đã bị gọi là ban nick đi. Đây là cái môi trường rất lành mạnh, và các bạn đây có thể là một cái sân chơi khá rất là hữu ích cho những cái người mà yêu thích về hoa giấy. Rồi, hôm nay có lẽ đấy là một chút chia sẻ của tôi với các bạn về cái một cái group Facebook rất là tuyệt vời mà tôi nghĩ là muốn giới thiệu với tất cả các bạn.